Và vừa rồi thì bác sĩ cũng có nhắc đến một cái biến chứng đó là thuyên tắc phổi đúng không ạ? Vậy thì cái huyết khối tĩnh mạch sâu nó có thể gây đột tử hay không? Và nó liên quan gì đến thuyên tắc phổi ạ? Vâng. Như tôi đã trình bày thì cái biến chứng nguy hiểm nhất của thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới chính là gây ra thuyên tắc động mạch phổi. Tại sao nó lại có cái biến chứng này? Tĩnh mạch huyết khối hình thành trong tĩnh mạch sâu chi dưới nếu như mà nó chỉ ở tại chỗ thì nó có thể là gây sưng đau, hạn chế vận động cho bệnh nhân. Nhưng nếu như được phát hiện và điều trị một cách kịp thời thì thường là không gây ra nguy hiểm, các triệu chứng sẽ lui dần sau một thời gian. Thế tuy nhiên nếu như mà huyết khối nó lan rộng, mình không phát hiện kịp thời chẳng hạn hoặc không điều trị kịp thời, huyết khối nó lan rộng hoặc là huyết khối mới hình thành nó bong chóc ra, cái huyết khối đấy nó sẽ di chuyển về tim và có thể lên động mạch phổi và gây ra thuyên tắc phổi, với tỷ lệ tử vong theo thống kê của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu lên đến 34% ở thuyên tắc động mạch phổi cấp nếu như mà chúng ta không chẩn đoán và điều trị kịp thời. Dạ. Và với những cái yếu tố nguy cơ mà bác sĩ Đông cũng đã nói đến về việc là làm tăng cái nguy cơ mắc bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu thì rõ ràng là chúng ta cũng không thể nào hoàn toàn ngăn ngừa được bệnh một cách triệt để đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ một số những cái phương pháp để có thể cải thiện lưu thông máu và giảm nguy cơ hình thành huyết khối tĩnh mạch bằng các biện pháp khác nhau được không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể dự phòng được bệnh lý huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới ở những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ. Ví dụ như về mặt nguyên tắc thì đầu tiên là chúng tôi sẽ sử dụng một số thang điểm để đánh giá cái nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới ở những bệnh nhân nằm nội trú, có thể là nằm nội trú điều trị nội khoa hoặc là đối tượng bệnh nhân ngoại khoa, chúng tôi sẽ có những thang điểm khác nhau. Thứ hai là chúng tôi sẽ đánh giá cái tác dụng phụ, những cái chống chỉ định của việc sử dụng thuốc chống đông máu và cái nguy cơ mà chảy máu của bệnh nhân. Thứ ba là chúng tôi sẽ cân nhắc cái lợi ích và nguy cơ của cái việc sử dụng cái phác đồ chống đông này. Và thứ tư là chúng tôi sẽ lựa chọn một số cái biện pháp để dự phòng và tính toán thời gian dự phòng cho bệnh nhân. Thế thì ngoài ra chúng tôi còn sử dụng một số cái biện pháp khác mà không phải sử dụng thuốc. Ví dụ như là chúng tôi sử dụng những cái tất áp lực này, chúng tôi cho bệnh nhân vận động sớm này, chúng tôi sử dụng những cái thiết bị là bơm hơi áp lực ngắt quãng cho những bệnh nhân mà không sử dụng được thuốc chống đông máu. Dạ vâng. Thank you.